Xin chào các khán giả của Kỷ Nguyên Huyền Bí. Khi nhắc đến người giàu nhất Việt Nam, chúng ta thường nghĩ đến những đại gia bất động sản hay chủ doanh nghiệp, tập đoàn danh tiếng như tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, Bầu Đức. Tuy nhiên, có một sự thật rằng, ở Việt Nam lại có những gia tộc giàu có, lâu đời và quyền thế, nhưng rất ít người biết đến bởi họ vô cùng kín tiếng. Trong video này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem đó là những gia tộc nào nhé! Số 1. Gia tộc Lý Quý. Lý Quý là một gia tộc nổi tiếng ở Sài Gòn. Đây là một tập đoàn ẩm thực gia đình không ai có thể vượt qua được về số lượng cơ ngơi tại Việt Nam. Gia tộc Lý Quý sở hữu những nhà hàng, quán cà phê nổi tiếng mà bất cứ người Sài Gòn lâu năm nào cũng biết như Siao, Ibox, Budi, An Biên, Brunum hay Đại Trung Tâm Nội Thất Nhà Sinh. Nhà thiết kế Lý Quý Khánh chính là cậu ấm của gia tộc họ Lý Quý. Nhà Lý Quý Khánh được cho là một biệt thự rất rộng mà đi từ cổng vào đến cửa nhà phải chạy xe tới vài cây số. Căn biệt thự có không chỉ một mà một vài bể bơi. Các thành viên cũng thường xuyên di chuyển bằng máy bay hạng thương gia, ở khách sạn sang trọng bậc nhất và luôn dùng hàng hiệu đẳng cấp. Biệt thự của gia đình Lý Quý Khánh nằm tại Bình Dương và trong một khu vực riêng biệt với thế giới bên ngoài. Gia tộc Lý Quý còn sở hữu hàng loạt nhà hàng, cà phê, nội thất hoành tráng bậc nhất. Lý Quý Khánh cũng từng tiết lộ rằng mình may mắn lớn lên trong một gia đình đáng tự hào và anh được thừa hưởng những tinh hoa của gia đình. Lý Quý Khánh là hoàng tử bé của gia tộc ẩm thực giàu có nhất Việt Nam. Tất cả các cơ ngơi này đều được thiết kế rất đẹp, tinh tế và luôn mang phong cách rất thời trang, một điều mà ít có gia đình tài phiệt nào có thể sở hữu được trọn vẹn. Số 2. Gia tộc họ Trương. Gia tộc họ Trương sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng, căn hộ như khách sạn thương mại An Đông, những tổ hợp cao ốc căn hộ cao cấp và đặc biệt là tòa nhà 40 tầng Times Square, dự án từng được ví như viên ngọc của Sài Gòn khi tọa lạc ngay góc đường đắt đỏ nhất của Sài Thành. Đế chế kinh doanh của dòng họ Trương hiện tại nằm trong sự lớn mạnh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một công ty tư nhân quyền lực và cũng vô cùng kín tiếng ở Việt Nam. Công ty Vạn Thịnh Phát được thành lập năm 1992 là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất hiện nay, với vốn điều lệ lên đến 12.800 tỷ đồng. Số vốn điều lệ này cao hơn cả Vingroup của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng và Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức, với mức lần lượt là 9.300 tỷ đồng và 7.200 tỷ đồng. Vạn Thịnh Phát được dẫn đầu bởi bà Trương Mỹ Lan. Ban đầu, công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn, sau đó đã mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hiện nay, công ty đã lần lượt khai trương nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và căn hộ, tất cả đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2007, công ty Vạn Thịnh Phát đã tham gia thành lập các công ty cổ phần có vốn đầu tư lớn là công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần đầu tư An Đông, đồng thời hợp tác với công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam và công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula để hình thành nên nhóm các công ty liên kết chuyên đầu tư bất động sản. Vạn Thịnh Phát được cho là cổ đông chủ chốt của một ngân hàng lớn ở Sài Gòn. Công ty còn đầu tư xây dựng nhiều khu dân cư, khu du lịch, nghỉ dưỡng ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Hiện đây là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản. Số 3. Gia tộc Nguyễn Lân. Hiếm có gia đình nào mà có đến 8 người con là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ như gia đình cố giáo sư nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân. Người đi trước dìu dắt người đi sau, họ đã xây đắp nên hình mẫu của một đại gia đình hiếu học, tài hoa, chuẩn mực và giàu có. Dù theo đuổi các chuyên ngành khác nhau, nhưng cả 8 người con, 7 trai, 1 gái của cố nhà giáo Nguyễn Lân đều chọn làm nghề cao quý, đó là nghề thầy giáo và thầy thuốc. Nhờ đức độ của ông Nguyễn Lân và bà Nguyễn Thị Tề, vợ ông, mà đại gia tộc với gần 60 người luôn giữ được nền nếp gia phong, trên kính, dưới nhường, anh em yêu quý nhau. Không chỉ có 8 người con ruột là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, mà nhiều con rể, con dâu cũng là những nhà tri thức có uy tín. Dù công tác ở lĩnh vực nào, họ đều là những người có thành tựu nhất định, đóng góp cho sự phát triển xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn có gia tộc nào mà theo bạn xứng đáng có tên trong danh sách trên không? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau!